Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sông Công vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngô Thùy Trinh, sinh năm 1998, trú tại xóm Đông Tiến, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, về tội trộm cắp tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022, Công an thành phố nhận được nhiều đơn trình báo của người dân trên địa bàn phường Bách Quang, Lương Sơn và xã Tân Quang về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản và tiền mặt. Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã điều tra truy xét, khoanh vùng đối tượng và xác định đối tượng Nguyễn Ngô Thùy Trinh, sinh năm 1998, trú tại xóm Đông Tiến, xã Tân Quang, là người đã gây ra các vụ trộm cắp nêu trên. Tại cơ quan điều tra, Trinh khai nhận trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022, Trinh đã 6 lần đột nhập vào 3 nhà dân trên địa bàn phường Lương Sơn, phường Bách Quang và xã Tân Quang để trộm cắp tài sản như TV, điện thoại di động và tiền mặt. Với thủ đoạn lợi dụng thời điểm các hộ dân không có người ở nhà hoặc chỉ có người già hoặc trẻ con, Trinh sẽ đột nhập vào nhà bằng cửa chính hoặc đột nhập từ ống khói và mái nhà xuống để trộm cắp tài sản. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, Trinh bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và chơi game. Bản thân Trinh đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Căn cứ vào kết quả điều tra ngày 22 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sông Công vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Nguyễn Ngô Thùy Trinh để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên cho thấy, cùng với lực lượng công an, quần chúng nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi phát hiện các thông tin về các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để kịp thời giải quyết.